lướt theo gió, băng theo mây, lang thang trên cung đường hoang dại, phiêu du, lắng đọng theo từng nhịp cảm xúc. Cảm xúc xê dịch, cảm xúc in dấu trên mỗi chuyến đi, mỗi cuộc hành trình. Suốt đời hành hương, mỗi lữ khách đặt chân qua biết bao cung đường. Có những cung đường thoảng qua không để lại ấn tượng nào đặc biệt. Có những cung đường chỉ bước qua một lần nhưng mãi mãi không quên. Những cung đường cảm xúc như thế, hãy cứ tới Mộc Châu để cảm nhận được nhiều hơn. Nếu Hà Giang đem lại cảm giác hồi hộp, xen lẫn chút lo âu khi qua những cung đường chênh vênh, ngoằn ngoèo, xung quanh bốn bề đá dựng, thì Mộc Châu cho du khách cảm giác được thả hồn mình giữa bao la rợn ngợp. Tâm hồn thư thái, bình yên, qua mỗi bản làng, nương ngô, nương lúa mà trong lòng lại dậy lên những ý thơ. Tính từ Hà Nội, con đường cảm xúc đầu tiên chính là xã Lóng Luông. Mùa nào Lóng Luông cũng có nét riêng của nó, nhưng hấp dẫn nhất là từ đầu đông trở đi. Khắp các nương ngô bỏ không, những thùng lũng ngũ sắc tím tím đua nhau vẫy phùng mà bung nở. Loài hoa dại ấy lên ảnh vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, mộc mạc của mình. Như một vệt màu không thể thiếu trong cái lạnh lạnh của khí trời đầu đông, hòa cùng cảnh sắc hoang sơ của núi rừng, điểm tô bên dưới những gốc đào mốc thách trơ trụi lá cành, im lìm ủ ươm sức sống chờ ngày bừng hoa. Ít ngày sau, khi xuân cũng theo gió đông tìm về xứ lạnh, đi xuyên qua những màn sương châu mộc, bất chợt thấy những rừng đào hồng bàng làng trong mây như ở xứ thần tiên. Nếu không vội, chắc bác lái xe nào cũng cho mình cái quyền ban phát niềm vui cho các hành khách trên xe. Xe đi chậm chậm, khách tha hồ ngẩn ngơ cảm nhận từng khung cảnh trôi qua như một thước phim chiếu chậm. Nhìn ngược lên dốc núi, sắc đào khiến người ta ngất ngây bởi không gian bao la. Nhìn xuống thung lũng, chỗ nào cũng thấy những đào là đào, cây đỏ rực xen lẫn cây phớt hồng. Gốc đào non xen lẫn những gốc cổ thụ mấy người ôm. Các gốc đào san sát nhau, thấp thoáng là những ngôi nhà trệt, mái ngói đơn sơ. Thích hơn nữa là được bác tài dễ tính, dừng xe cho đi sâu vào bản. Càng thú vị hơn khi bắt gặp một người đàn ông Mông múa khèn giữa vườn đào lung linh sắc thắm. Những bà mẹ điệu con ngồi thêu những chiếc áo đỏ rực rỡ. Hay những bộ quần áo xanh được đem hong trên bờ rào cạnh những gốc đào xù xì rêu mốc. Cảnh với tình cứ giản dị mà bình yên quá đỗi. Cung đường Tân Lập xét ra là con đường đem lại nhiều cảm xúc nhất. Suốt quãng đường gần chục cây số, đi lâu lắm mới thấy một bản làng. Bốn bề chỉ toàn mận là mận. Mùa quả chín, những trái cây đỏ rực lắc lửu trên cây. Mùa đông, cả rừng mận khẳng khiu, cây nào cũng xù xì rêu mốc, mà dáng và thế thì đẹp lắm. Mấy tay sưu tầm cây cảnh, cứ ao ước trong sân nhà mình có một cây mận già như thế. Mùa xuân thì chẳng có mỹ từ nào mà tả về con đường Tân Lập cả. Dọc đường xe qua, biết bao núi mận, thung lũng mận, chỗ nào cũng nhuộm trắng một màu của sự thanh khiết, sáng trong. Giá thử có được ngồi lên một chiếc máy bay, bay suốt chiều dài cung đường ấy, sẽ thấy phía dưới là một dải đất dài bất tận, chỉ toàn màu trắng xóa như tuyết. Và ở đó có một cung đường nhỏ nhỏ như một sợi chỉ vắt vẻo, uốn khúc quanh các quả đồi, thung lũng. Đi sâu hơn nữa vào trong để xuống thung lũng với bản làng người Thái, xe xuyên qua màn sương dày đặc, mây bồng bềnh trôi dưới chân, chợt nôn nao nhớ về đoàn quân Tây Tiến. Người đi châu mộc chiều sương ấy, chạy thẳng xuống thung lũng, nhà sàn san sát, những ngôi nhà cổ làm từ gỗ quý, tuy mộc mạc nhưng cân đối, hài hòa. Qua dậu dâm bụt hoa đỏ rực, có thể thoải mái tản bộ từ nhà này sang nhà khác. Những con đường ấm tình làng bản, nhà cách nhà bởi những dậu hoa. Nếu yêu châu mộc, mỗi lữ khách còn tìm được cho mình những con đường cảm xúc khác. Ấy có thể là con đường vào Ba Phách,
thuông cuông với những dốc cao nhấp nhùm đá tai mèo và những thung lũng cải mênh mông trong màn sương bàng lảng. Ấy có thể là con đường phủ kín hoa ban trên những quả đồi ở thị trấn Mộc Châu, là con đường hai bên đồng cỏ, đồi trẻ xanh biếc, con đường nào cũng thảnh thơi rừng, đỗ mà chụp ảnh, mà ngắm cảnh, mà xao xuyến tâm hồn, mà rộn ràng xúc cảm. Vậy đấy, với Mộc Châu, mỗi cung đường lại gợi lên một cảm xúc khó gọi tên. Nhưng trên hết, những cảm xúc ấy đến từ vẻ đẹp của cỏ cây, hoa lá, hòa trong không gian rộng lớn, nguyên sơ của thảo nguyên. Để người đi cứ lưu luyến mãi, nếu có dịp, nhất định sẽ quay trở về. Các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Cảm xúc xê dịch số 25, Mộc Châu những cung đường cảm xúc. Bài viết của tác giả Thành Đạo, biên tập viên Dã Quỳ, phát thanh viên kỹ thuật viên Hạnh My. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.